Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Mấy ngày vừa qua thì mình có thông báo là mình có về quê. Thì đáng lẽ là trong lúc về quê thì mình chỉ về một hôm thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì có việc đột xuất ngoài ý muốn, thành ra mình phải lại 2-3 hôm liền. Đến ngày hôm nay thì mình mới từ quê ra được. Chính vì vậy mà hôm nay thì mình mới tiếp tục đọc tiếp bộ truyện Định Càn Khôn được. Rất mong anh em thông cảm cho mình. Rồi ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 95 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì màn đêm bao phủ điểm tập trung cuối cùng cũng dần dần tan đi. Khi mà ánh dương một lần nữa chiếu rọi mảnh đất này thì chủ nhân của tòa thành đã thay đổi. Những kẻ vương triều thánh quang vốn diễu võ dương oai đã bị Lâm Động giết sạch sẽ. Những cường giả vốn đầu nhập vào vương triều thánh quang giờ lại thể hiện ra trò gió chiều nào thì che chiều ấy, nghiến răng nghiến lợi tố cáo tội ác của vương triều thánh quang, nhìn như là có thù hận sâu sắc lắm vậy. Đương nhiên là Lâm Đậm cũng chẳng có thời gian mà để ý đến loại đó. Tuy là vương triều Thánh Quang đã bị giải quyết, nhưng hắn không hề có định thống trị nơi này gì cả. Một điểm tập trung nhỏ bé như vậy, trong ngoài cộng lại chỉ khoảng 1.000 người, làm bá vương ở đây thì được cái gì chứ? E là một năm sau thì ngay cả tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến cũng chẳng còn có nữa. Nếu không phải do bọn người vương triều Thánh Quang cố tình gây rắc rối, thậm chí còn muốn đoạt linh bảo vũ khí của Lâm Đậm, thì hắn cũng chẳng quản chuyện người khác đâu. Nhưng Lê Thịnh này lại quá không biết điều, cứ muốn động đến Lâm Động. Tính ra thì kết quả đó là do hắn tự chuốc lấy mà thôi. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên tòa thành, Lâm Động chậm chậm mở mắt. Trong lòng bàn tay của hắn thì ánh sáng của tượng bạch ngọc đã tối đi không ít. Lâm Động đứng dậy, bước ra một bước, lập tức từ cơ thể bùng ra một luồng nguyên lực hùng hồn. Đồng thời thì nguyên lực thiên địa ở xung quanh hắn cũng nhanh chóng ngưng tụ lại thành một đạo hư ảnh của một con cự tượng bao trùm lấy toàn thân của Lâm Động. Con cự tượng này tuy là mơ hồ nhưng đã có uy lực kinh thiên động địa. Vừa xuất hiện thì con cự tượng liền ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng dài, khiến cho nguyên khí trên bầu trời tỏa thành như là sục sôi vậy. Vì có không gian thạch phù nên việc tu luyện vũ khí với cả Lâm Động thì không phải quá khó khăn. Vì vậy dù chỉ là tu luyện trong một đêm thôi, nhưng mà Lâm Động đã có lĩnh ngộ với cả thánh tượng băng thiên tràng này rồi. Tuy nhất thời không thể thật là thuần thục, nhưng hắn đã có lực chiến đấu không tệ rồi. Ở trên tòa tháp thì Lâm Động cũng cảm nhận được uy lực lớn lao sau khi mà phát động thánh tượng băng thiên tràng. Sắc mặt quán hiện lên hỉ sắc, tâm thần khẽ động, hư ảnh của cự tượng dần dần tan biến đi. À, chúc mừng Lâm Động huynh, lại có thêm một môn vũ khí mạnh mẽ nữa rồi. Khi mà cự tượng tan đi rồi, lan tỏa ra âm thanh xé gió, ba người Mặc Lăng bay tới, tươi cười nói với cả Lâm Động. Thấy bọn Mặc Lăng, Lâm Động cũng cười cười. Trải qua sự việc tối qua thì Lâm Động cũng đã thay đổi cách nhìn với cả ba người này. À, Lâm Động huynh này, bọn ta đã có được một số tin tình báo về đại sư huynh của vương triều Thánh Quang đó. Ồ, vậy sao? Thấy bọn Mặc Lăng nhanh chóng có được tin tức như vậy, Lâm Động rất là ngạc nhiên. Thì cũng là nhờ Lâm Động huynh đã gây dựng được uy tín ở đây. Bọn ta muốn tin gì thì cũng chẳng mất nhiều công sức. Đã có được không ít thông tin tình báo từ những cường giả vốn đi theo vương triều Thánh Quang khi trước đó. Mặc Lăng cười, nói. Lâm Động cười, bảo ba người ngồi xuống rồi nhìn Mặc Lăng. Hiển nhiên là Lâm Động rất muốn biết người đại sư huynh tối qua để lại những lời đe dọa đó rốt cuộc là có thực lực như thế nào. Theo ta được biết thì trong số những người của vương triều Thánh Quang tham gia Bách Triều Đại Chiến lần này có khoảng 20 người có thực lực tạo hóa cảnh. Sao? 20 người cơ à?
Vương triều Thánh Quang đã có 8 cường giả tạo hóa cảnh chết ở trong tay Lâm Động. Như vậy thì vẫn còn 11 cường giả tạo hóa cảnh nữa. Đương nhiên là người cuối cùng chính là đại sư huynh kia rồi. Chính xác là ngoài 8 người bọn Lê Thịnh thì còn có là 11 cường giả tạo hóa cảnh nữa đi theo bên cạnh cái người đại sư huynh đó. Và theo như ta được biết thì vị đại sư huynh này tên là Tấn Mục. Thực lực có lẽ là đạt đến bán bộ Niết Bàn, có khả năng xung kích Niết Bàn cảnh sớm thôi. Nói đến đây thì sắc mặt của Mạc Lăng có phần nặng nề. Niết Bàn cảnh và tạo hóa cảnh căn bản là hai tầng thứ khác hẳn nhau. Một khi mà tên Tấn Mục đó trở thành cường giả Niết Bàn cảnh, dù là Lâm Động có vũ khí giết được 8 người bọn Lê Thịnh thì cũng chưa chắc là đối thủ của Tấn Mục. Vì Niết Bàn cảnh là sự thay đổi hoàn toàn về chất, phải trải qua sự tu luyện của Niết Bàn khí. Khi đó thân thể của cường giả Niết Bàn cảnh ngang ngược hơn đại nhật lôi thể của Lâm Động không biết là bao nhiêu lần. Mà đối mặt với cả sự ngang ngược đó, dù không dùng nguyên lực để hộ thể thì một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng chẳng thể tạo ra một sự uy hiếp gì quá lớn. Đây chính là cái gọi là khoảng cách đó. Hắn đứng yên cho đánh thì ngươi cũng chẳng làm gì được. Tuy là bán bộ Niết Bàn không thể coi là cường giả Niết Bàn cảnh chân chính, nhưng mà thực lực cũng vượt xa bọn Lê Thịnh. Lâm Động hiểu điều đó, hắn gật đầu và cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Từ tinh thần lạc ấn mà Tấn Mục để lại tối hôm qua, hắn cũng biết đây là một đối thủ rất là đáng gờm. Mà tên Tấn Mục này có lẽ ở Dương Thành. Tòa thành đó là điểm tập trung rất là rộng lớn, so với ở đây thì nơi đó cực kỳ xa xôi. Mạc Lăng nhún vai nói tiếp. Thông thường thì rất nhiều người vào chiến trường viễn cổ đều đến điểm tập trung đó. Chỉ ở đó thì mới tuyệt đối an toàn mà thôi. Còn những nơi nhỏ như là nơi tập trung của chúng ta đây thì rất là dễ bị yêu thú công phá. Đương nhiên là Dương Thành là điểm tập trung lớn nhất trong vòng bán kính nghìn dặm thôi. Cường giả nhiều như lá mùa thu. Tuy là Niết Bàn khí ở đó dồi dào hơn ở đây, nhưng mà muốn chiếm được tài nguyên tốt thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lâm Động huynh cũng đừng quá lo lắng về Tấn Mục đó. Theo tình báo bọn ta biết được thì có lẽ là giờ hắn không có thời gian gây rối đâu. Lúc này Đỗ Vân cười nói chen vào. Tại sao lại như vậy? Lâm Động hơi khựng người, ngạc nhiên hỏi. Hắn đã giết người của Vương Triều Thánh Quang, lại còn xóa bỏ tinh thần lạc ấn mà Tấn Mục để lại trong tượng ngọc. Tấn Mục thì rất là nôn nóng giết Lâm Động mới phải. À thì đó là tin mà bọn ta biết được từ một tên thân cận với cả Vương Triều Thánh Quang nhất. Dương Thành hiện nay thì tập trung rất là đông người từ các vương triều khác, mà dường như là họ đang muốn tranh giành một thứ gì đó tên là viễn cổ bí thược thì phải. Mà tên Tấn Mục đó thì rất rất là muốn có nó. Ta nghĩ mà trước khi có được viễn cổ bí thược thì hắn sẽ không phân tâm đối phó với cả huynh đâu. Mạc Lăng cười nói thêm. Viễn cổ bí thược sao? Đó là thứ gì vậy? Nghe thấy cái tên lão hoắc này, Lâm Động hơi khựng lại, ngạc nhiên mà hỏi. Thì ta nghe nói đó là một chìa khóa viễn cổ bí tàng. Tuy trong chiến trường viễn cổ có thể cô đọng được Niết Bàn đan, nhưng nếu làm theo cách thông thường thì đừng nói là một năm, cho dù thêm vài năm nữa thì cũng chẳng thể đủ Niết Bàn đan để mà xung cách Niết Bàn cảnh đâu. Vì vậy thì rất nhiều người đã có ý đồ với cả bảo tàng trong chiến trường viễn cổ. Chỉ cần có được một bảo tàng là sẽ đủ số lượng Niết Bàn đan cần thiết. Và nếu vận khí tốt một chút, gặp được truyền thừa của tông phái viễn cổ để lại, thì khi đó là một bước lên trời, sẽ là nổi bật trong cuộc đại chiến một năm sau rồi đó. Nghe vậy Lâm Động khẽ gật gù. Nếu cô đọng Niết Bàn đan theo cách bình thường thì sợ là đại đa số mọi người sẽ không thể có một vạn viên được. Như thế hiển nhiên là không thể đủ để mà xung kích Niết Bàn cảnh. Vì thế thì rất nhiều người muốn tìm bảo tàng. Đương nhiên là cũng có những tên dùng cách bá đạo để mà cướp đoạt. Có điều muốn cướp đoạt thì phải có thực lực. Nếu không thì nhiều người không những là không cướp được mà còn bị kẻ khác cướp sạch, giống như là bọn xui xẻo Lê Thịnh vậy. À, thế không biết là trong viễn cổ bí tàng đó thì có những thứ gì tốt, mọi người biết không? Lâm Động nghĩ. Hắn thì cũng rất có hứng thú với cả số bảo tàng đó. Dù sao thì hắn cũng rất là cần nhiều Niết Bàn đan để mà xung kích Niết Bàn cảnh. Giờ hắn đã là tạo hóa cảnh đại thành, rất nhanh nữa thôi là có thể xung kích Niết Bàn cảnh rồi. Trước lúc đó thì hắn nhất định phải gom đủ một vạn viên Niết Bàn đan. Trong viễn cổ bí tàng thì có thứ gì thì bọn ta không rõ đâu.
Nhưng mà có điều theo tin tình báo có được thì dường như là Tấn Mục nhằm vào một thứ thì phải. Mạc Lăng nói. Là thứ gì vậy? Theo ta được biết thì nó gọi là sinh tử chuyển luân đan gì. Hơn nữa, lúc này Man Sơn vò đầu, nói có phần không chắc chắn. Sinh tử chuyển luân đan sao? Lâm Động sững người. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy loại đan dược này. Khi hắn chuẩn bị gật đầu bừa một cái thì một tiếng gào thét vang lên trong đầu. Sinh tử chuyển luân đan. Này, đó là đan dược mà siêu cấp cường giả đã bước vào cảnh giới lĩnh ngộ sinh tử phải trải qua thiên tân vạn khổ mới ngưng tụ được đó. Một viên đan dược đó có thể cứu một mạng sống, đủ để tránh được một cục diện chết chắc. Nếu như ta có được nó thì nhất định sẽ có thể ngưng luyện lại từ đầu, thoát khỏi trạng thái yêu linh này, hồi phục lại trạng thái đỉnh phong đó. Lâm Động, lần này ngươi phải giúp ta. Nhất định là phải giúp ta đó. Phải giúp ta có được sinh tử chuyển luân đan đó. Chỉ cần ta có cơ hội là sẽ hồi sinh được thôi. Tiếng gào thét bất chợt ấy khiến cho Lâm Động muốn ngất đi. Hắn biết đó là giọng của Tiểu Điêu. Nhưng mà điều khiến hắn kinh ngạc là từ khi biết Tiểu Điêu đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Điêu kích động như vậy. Rõ ràng là cái thứ gọi là sinh tử chuyển luân đan kia là vô cùng quan trọng đối với cả Tiểu Điêu. Đừng vội, cứ bình tĩnh, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi yên tâm. Một lúc sau thì Lâm Động mới tỉnh lại, cười khổ, trong đầu nói như vậy. Tuy hiện giờ ngay cả đến viễn cổ bí tàng là gì thì cũng chưa biết, nhưng hắn vẫn nhận lời. Đó không phải là tùy tiện hứa suông, mà là lời hứa chân chính đó. Mấy năm nay thì Lâm Động đã coi Tiểu Điêu là người bằng hữu không thể thiếu. Không có Tiểu Điêu thì không có hắn ngày hôm nay. Tiểu Điêu cũng đã giúp hắn rất là nhiều. Nay nó cần Lâm Động giúp đỡ, đương nhiên hắn sẽ không nói nửa lời từ chối đâu. Hay, mẹ kiếp nhà nó, tiểu tử ngươi thật là nghĩa khí đó. Điêu gia ta không nhìn nhầm người rồi. Quả nhiên lời nói của Lâm Động rõ ràng đã cảm động Tiểu Điêu. Trong tiếng chửi bới ẩn giấu một sự vui mừng. Lâm Động khẽ thở ra. Vốn dĩ hắn đã thở phào khi mà chưa bị Tấn Mộc truy sát, nhưng mà lại không ngờ có biến cố này. Hiển nhiên là viễn cổ bí thược thì chính là chìa khóa để mà mở ra viễn cổ bí tàng. Mà hắn muốn có được sinh tử chuyển luân đan ở bên trong bí tàng thì nhất định phải giành được chìa khóa. Như vậy thì cũng có nghĩa là Lâm Động không chỉ là không thể tránh Tấn Mục, mà ngược lại còn phải chủ động đến Dương Thành để mà tranh đoạt viễn cổ bí thược nữa. Nghĩ vậy thì sắc mặt Lâm Động không khỏi trở nên kỳ quái. Một lúc sau hắn thở dài. Xem ra phiền phức lại đến rồi, muốn tránh cũng chẳng tránh được. Lâm Động huynh, huynh muốn đến Dương Thành sao? Khi mà nghe Lâm Động nói ra câu đó thì ba người Mạc Lăng đều rất là bất ngờ. Lâm Động đã giết người của Vương Triều Thánh Quang, phải tránh xa Tấn Mục ra mới phải. Không thể ngờ hắn không những không tránh mà ngược lại còn chủ động tìm đến Dương Thành. Như vậy không phải là tự chui đầu vào giọ sao? Lâm Động gật đầu. Vốn dĩ hắn định dùng tĩnh chế động, nhưng mà không ngờ lại biết về viễn cổ bí thược. Như vậy hắn không thể không nghĩ khác đi. Trong viễn cổ bí tàng thì chắc chắn là không thể chỉ có mỗi sinh tử chuyển luân đan được. Trong đó nhất định còn có một lượng lớn niết bàn đan và các bảo bối khác nữa. Nếu hắn có được thì chưa biết chừng sẽ xung kích được niết bàn cảnh nữa. Còn về Tấn Mục thì tuy hắn rất là khó đối phó, nhưng mà cũng không khiến cho Lâm Động phải sợ hãi. Nếu thật sự cần thiết thì Lâm Động sẽ triệu hồi ra huyết linh khôi. Có huyết linh khôi, dù là cường giả bán bộ niết bàn thì cũng không làm khó được Lâm Động. Mọi người cũng biết đấy, tuy là chúng ta có một năm, nhưng nếu cứ lặng lẽ mở đây lại thì sau một năm chỉ e là tư cách tham gia Bách Triều đại chiến cũng không có đâu. Vì vậy mà chúng ta nhất định phải hành động. Mà viễn cổ bí tàng thì chính là cơ hội đó. Lâm Động nhìn ba người Mạc Lăng mà chân thành nói. Chỉ cần có được một chút từ bí tàng đó thì ta nghĩ chúng ta đều có thể xung kích niết bàn cảnh cả thôi. Nghe Lâm Động nói như vậy, ba người Mạc Lăng cũng gật gù. Điều này đương nhiên là họ biết. Nhưng Dương Thành khác với ở đây, cường giả nhiều như lá mùa thu. Có lẽ cường giả bán bộ niết bàn cũng không ít. Muốn giành được viễn cổ bí thược từ tay những cường giả đó thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Huống hồ Lâm Động đã giết người của Vương Triều Thánh Quang, nếu bị chúng phát hiện thì chắc chắn không tránh khỏi việc bị truy sát.
Nhưng mà vạn nhất người của Vương Triều Thánh Quang phát hiện ra chúng ta thì... Đỗ Vân trầm ngâm. Vương Triều Thánh Quang thì theo ta nghĩ không đáng sợ như mọi người tưởng đâu. Ta đây thì không hề sợ Tấn Mục. Và nếu thật sự là hắn không biết điều thì ta cũng không ngại cho hắn theo bước bọn Lê Thịnh đâu. Lâm Động cười nhạt mà nói. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy thì ba người Mạc Lăng đều kinh ngạc. Từ khẩu khí thì có thể thấy được rằng dường như là Lâm Động có cách đối phó với cả cường giả bán bộ Niết Bàn. Nhưng họ thì cũng không nghi ngờ tính chân thực trong lời mà Lâm Động nói. Dù sao thì họ cũng coi như là hiểu được một chút về Lâm Động. Nếu như là không có cách thật thì Lâm Động tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy đâu. Rồi, mọi người giờ nghĩ sao? Nếu không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng đâu. Lâm Động nhìn ba người, thực lực của họ thì không hề kém, nếu đi cùng thì cũng là một trợ thủ tốt. Ba người Mạc Lăng nhìn nhau rồi cũng gật đầu. Được rồi, Lâm Động huynh, bọn ta theo huynh vậy. Phú quý thì phải mạo hiểm thì mới có được. Chỉ khi mà có được bí tàng thì chúng ta mới xung kích được Niết Bàn cảnh. Nếu không sớm không muộn thì cũng sẽ bị tụt lại đằng sau, càng khó có được tông phái siêu cấp coi trọng. Mạc Lăng trầm giọng mà nói. Lâm Động huynh, sau này ấy, có gì sai khiến thì huynh cứ nói. Ba người bọn ta coi huynh là đội trưởng đó. Man Sơn lúc này giọng sang sảng mà nói. Thôi, đội trưởng thì xin miễn cho. Dù sao cũng là một vương triều cả, chúng ta phải ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau, như thế thì mới là phải đó. Thấy ba người cùng đồng ý, Lâm Động khẽ cười mà nói. Đợi mấy ngày nữa chúng ta sẽ lên đường đến Dương Thành. Có điều thì phải phiền mọi người tìm hiểu thêm thông tin xác thực về viễn cổ bí thược rồi. Ở trong Dương Thành thì cường giả vô số, Lâm Động cũng không dám lơ là. Trong mấy ngày này hắn đã phải tranh thủ thời gian điều khiển thánh tượng băng thiên tràng một cách nhanh nhất. Như vậy thì lực chiến đấu sẽ được tăng lên nhiều. Ba người Mạc Lăng thì không phản đối ý kiến của Lâm Động. Sau khi trao đổi qua một chút thì mỗi người cũng trở về tháp của mình. Nhìn ba người rời đi, Lâm Động cũng chậm chậm thở ra một hơi. Chiến trường viễn cổ này thì vô cùng rộng lớn. Nơi mà họ đang ở chẳng qua chỉ là ngoại vi. Còn Dương Thành thì lại là điểm tập trung lớn nhất trong phạm vi vài nghìn, thậm chí là vạn dặm. Mà sức mê hoặc của viễn cổ bí thược thì chắc chắn sẽ khiến rất nhiều cường giả phải phát điên vì nó. Lần tranh giành này không phải là loại tranh đấu nhỏ nhặt trước đây đâu. Cứ nhiều người là sẽ loạn, mà càng loạn thì sẽ càng có cơ hội thôi. Lúc này thì Tiểu Điêu hiện ra trên vai Lâm Động, hai mắt thì ánh lên niềm vui mừng và kích động. Rõ ràng cái gọi là sinh tử chuyển luân đan kia đã khiến tâm tình của nó dậy sóng rồi. Lâm Động nhún vai, định tiếp tục tu luyện thánh tượng băng thiên tràng, nhưng Tiểu Điêu bỗng cào cào móng vuốt nói. Ôi, với thực lực hiện nay của ngươi, ngươi đủ để chiến thắng cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu gặp cường giả Niết Bàn cảnh, thì chỉ khi thi triển chỉ thứ 5 của Đại Hoang Nhân Thiên Trì mới có thể chống chọi được thôi. Nhưng mà chỉ thứ 5 đó mạnh quá. Thứ nguyên lực cuồng bạo đó thì ta vẫn chưa thể chịu nổi. Lâm Động trầm ngâm nói. Đúng là không chịu được thật. Tuy là đại nhật lôi thể cũng mạnh, nhưng mà vẫn không phải là vũ kỹ luyện thể tạo hóa cấp. Ngươi phải đổi vũ kỹ luyện thể khác mạnh hơn thì mới có thể chịu đựng được nguyên lực cuồng bạo của chỉ thứ năm đó. Tiểu Điêu gật gù nói. Nghe vậy thì Lâm Động bất lực lắc đầu. Vũ kỹ luyện thể vốn đã rất là hiếm có, huống hồ là vũ kỹ luyện thể tạo hóa cấp. Tiểu tử ngươi nghĩa khí như vậy, Điêu gia ta sao có thể đối xử bạc đãi với ngươi được. Ta còn phải dựa vào ngươi để giành được sinh tử chuyển luân đan đấy. Theo ta. Tiểu Điêu cười tinh quái rồi cào một cái. Ánh sáng tử hắc sắc ngưng tụ trong móng vuốt rồi biến thành một cái cốt giản tử hắc sắc. Trên đó còn có một văn tự huyền ảo đang chuyển động. Lâm Động nhận lấy cốt giản, ánh mắt lóe lên sự mừng rỡ. Nhìn qua một lượt, chỉ thấy văn tự trên đó dần dần tụ lại vào nhau. Sao? Tiểu Niết Bàn Kim Thân. Nhìn những ký tự đang chuyển động đó thì Lâm Động lẩm nhẩm. Đây chính là một loại vũ khí luyện thể mà ta có được năm đó đó. Nói ra thì cũng có thể tính là vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng. Chỉ cần tu luyện đến đại thành là hoàn toàn có thể tương đương với cả phiên bản nhược hóa của Niết Bàn Kim Thân. Tuy không thể coi là Niết Bàn Kim Thân chân chính, nhưng mà cũng không kém quá nhiều đâu. Tiểu Điêu cười nói. Ồ,
Nghe vậy thì Lâm Động có phần rung động. Niết bàn kim thân chính là dấu hiệu của niết bàn cảnh. Đối mặt với cả một cường giả có niết bàn kim thân, dù là tạo hóa cảnh đỉnh phong tấn công toàn lực thì cũng không thể tạo ra thương tổn gì. Lâm Động không thể ngờ rằng vũ khí luyện thân của Tiểu Điêu lại đạt đến mức độ này. Vũ khí luyện thể đẳng cấp này mới không hổ danh là tạo hóa cấp. Đương nhiên, tu luyện loại vũ khí luyện thể này cũng cần rất nhiều niết bàn đan. Dù sao với ngươi thì niết bàn khí là năng lượng tốt nhất. Chỉ khi được tẩy rửa qua niết bàn khí thì mới có thể thuế biến được thôi. Nghe thấy vậy thì ý nghĩ đầu tiên ở trong đầu Lâm Động chính là lại tốn thêm niết bàn đan rồi. Đừng có tiếc niết bàn đan. Nếu các cường giả bán bộ niết bàn biết ngươi vẫn chưa lên niết bàn cảnh mà đã có sức mạnh có thể sánh được với cả cường giả niết bàn cảnh thì sẽ không biết là ngưỡng mộ ngươi như thế nào đâu. Tiếc gì? Tiểu Điêu nhếch mép cười. Nếu như là không phải nể tiểu tử ngươi rất là nghĩa khí thì ta cứ để ngươi dùng đại nhật lôi thể rồi. Lâm Động nghe Tiểu Điêu nói vậy thì cười cười. Tiểu Điêu nói không sai. Tuy là tu luyện tiểu niết bàn kim thân sẽ tốn niết bàn đan thật, nhưng mà sau khi luyện thành rồi thì lợi ích nhận được sẽ vượt xa số niết bàn đan tiêu tốn đó. Mấy ngày nay thì ngươi cứ tách khỏi đây đi. Tìm một nơi nào đó không có người thúc động năng lượng thôn phệ tổ phù đến mức cao nhất. Ta sẽ trợ giúp. Không yêu cầu ngươi lập tức luyện thành, nhưng mà ít nhất thì cũng phải đạt đến mức tiểu thành. Như thế thì có lẽ sẽ chịu đựng được sức mạnh cuồng bạo của chỉ thứ 5 Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ đó. Tiểu Điêu nói. Ừ, ta hiểu rồi. Lâm Động gật đầu, ánh mắt ánh lên lửa nhiệt tình. Xem ra đồng ý giúp Tiểu Điêu giành được sinh tử chuyển luân đan thì cũng khiến cho nó cũng phải nỡ lấy ra vũ khí mạnh hơn rồi. Này, Điêu Gia Gia trước đây thì không cho ngươi vũ khí mạnh như thế, cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Tu luyện vẫn không phải một sớm một chiều. Tu luyện quá sức sẽ làm tổn hại căn cơ. Chỉ có tu luyện từng bước thì mới khiến ngươi thật sự mạnh hơn thôi. Dường như là Tiểu Điêu đọc được ý nghĩ của Lâm Động vậy, bèn nói. Lâm Động cười cười rồi đứng dậy nói. Ờ thôi được rồi, nếu vậy thì không cần kéo dài thêm nữa, lập tức chúng ta đi thôi. Lâm Động hành sự cũng rất là nhanh chóng, nghĩ là lập tức hành động ngay, liền bay thẳng ra ngoài tìm ba người Mặc Lăng. Ba người đó có phần ngạc nhiên vì Lâm Động tạm thời tách ra, nhưng mà cũng không hỏi gì. Tiếp xúc một thời gian thì họ cũng biết là Lâm Động không phải loại người bỏ trốn một mình, vì vậy đều đồng ý. Trao đổi xong thì Lâm Động nhảy lên Tiểu Viêm, đôi cánh rộng của Tiểu Viêm đập mạnh bay vút về phía chân trời. Hiển nhiên là Lâm Động cũng rất hiếu kỳ và trông đợi vào niết bàn khí thu nạp được nhờ việc dùng thôn phệ tổ phù. Hắn cũng rất muốn biết khi hắn toàn lực thúc động thôn phệ tổ phù thì cái lực thôn phệ sẽ mạnh đến mức độ nào. Lâm Động thì cũng biết chắc chắn lần tu luyện này sẽ có động tĩnh không hề nhỏ. Và để không gây nên những rắc rối không cần thiết thì hắn đã bảo Tiểu Viêm bay với một tốc độ nhanh nhất suốt 2 giờ đồng hồ. Thậm chí bay qua cả vùng bình nguyên không thấy giới hạn đâu. Nối tiếp vùng bình nguyên đó là sơn mạch vô tận. Ở bên trong sơn mạch sương mù bao phủ, đỉnh núi treo leo, mơ hồ còn có vô số những tiếng gào rú gầm gừ cuồng bạo. Những nơi như thế này thì tập trung rất nhiều yêu thú, rất ít cường giả nhân loại lại chủ động đến đây. Bởi vì dù sao thì yêu thú trong chiến trường viễn cổ này cũng không như bên ngoài. Yêu thú ở đây thì không những lớn mạnh hơn mà còn hung hãn hơn nhiều. Nhưng mà với Lâm Động thì hắn thà tu luyện giữ bầy yêu thú, chứ không thể để kẻ khác biết được bí mật của mình. Thôn phệ tổ phù vô cùng mạnh mẽ, nếu như bị kẻ khác phát hiện thì chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối không có nhỏ. Mà bây giờ tuy rằng Lâm Động có chút khả năng tự bảo vệ mình, nhưng đối diện với cả cường giả chân chính thì chẳng là gì. Vì vậy trước khi mà có được thực lực thật sự là mạnh mẽ thì hắn không muốn để bất cứ ai biết về thôn phệ tổ phù cả. À, được anh nhở, ở đây đi. Tiểu Điêu cũng khá là hài lòng về hoàn cảnh ở đây. Tuy giữa núi non trùng điệp này có yêu thú vô vàn, nhưng nó có thể bảo vệ và chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Lâm Động gật đầu, vỗ lên người Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền đáp xuống một đỉnh núi sâu trong rừng. Lâm Động nhảy xuống khỏi lưng của Tiểu Viêm, không một chút chần chừ mà lập tức tìm một phiến đá xanh ngồi xuống. Có điều hắn không tu luyện ngay mà chỉ nhắm mắt, mặc cho nguyên lực tự động vận chuyển, tâm thần Lâm Động cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Trạng thái đó kéo dài mấy phút đồng hồ. Một đám khói trắng chậm chậm phun ra từ trong miệng của Lâm Động. Ánh mắt hắn cũng dần dần chăm chú, tâm thần khẽ động.
Thôn phệ tổ phù liền lơ lửng trong đê hoàn cung, lập tức chui ra ngoài. Một tấm phù văn cổ lão lặng lẽ bay lơ lửng trước mặt của Lâm Động, không ngừng chuyển động. Lúc thì biến ra vô số lỗ đen, lúc thì lại biến thành phù văn huyền diệu vô cùng thần kỳ. Và cũng vào lúc thôn phệ tổ phù xuất hiện, thì nguyên khí thiên địa cũng có dấu hiệu sôi sục. Lâm Động vẫn chưa thúc giục thôn phệ tổ phù, nhưng đã có vô số đạo thôn phệ lực không kìm nén được mà lan tỏa ra, thôn phệ hết nguyên khí thiên địa xung quanh. Thôn phệ tổ phù, thôn nạp thiên địa. Lâm Động nhìn thôn phệ tổ phù, thủ ấn biến hóa nhanh chóng rồi hét lên một tiếng trầm đục. Cùng với cả sự biến đổi thủ ấn đó thì thôn phệ tổ phù vốn chỉ to bằng bàn tay đã phình to ra với một tốc độ chóng mặt, biến thành một cái hắc động to khoảng 100 trượng, từ từ mở rộng ra phía trên đầu Lâm Động. Bóng tối bao phủ cả đỉnh núi, vô số tảng đá to, cây cối cổ thụ bay vù vù vào trong hắc động rồi biến mất chẳng còn gì. Khi mà hắc động mở rộng thì trời đất dường như là bị chấn động vậy. Nguyên khí thiên địa với một tốc độ kinh ngạc ngưng tụ lại thành một quang trụ gần thực chất, ào ào tràn vào trong hắc động. Đối mặt với cả luồng nguyên khí ồ ạt đó, chính giữa hắc động cũng không ngừng chuyển động. Vô số đạo năng lượng đỏ rực thẩm thấu ra ngoài rồi nhanh chóng bao phủ lấy Lâm Động đang ngồi. Số năng lượng này đều được ngưng tụ từ niết bàn khí. Cái hắc động mà thôn phệ tổ phù biến thành đã hút hết nguyên khí thiên địa ở xung quanh và cô đọng ra niết bàn khí và truyền hết vào cơ thể của Lâm Động. Nhìn số năng lượng đang chảy đó thì Lâm Động cũng không kìm được mà hít hà một hơi. Hiệu quả của thôn phệ tổ phù có phần vượt qua dự liệu của hắn. Khi mà Lâm Động vẫn còn đang ngạc nhiên thì năng lượng đỏ rực đó cuồn cuộn. Ở những phần da tiếp xúc với cả nguồn năng lượng đó thì dường như đã trở nên nóng rực, phát ra tiếng nổ lách tách như là quay thịt vậy. Niết bàn khí cố nhiên rất là mạnh và kỳ diệu, nhưng muốn tiếp nhận nó thì cũng không phải là chuyện dễ. Dù là cường giả bán bộ niết bàn, khi mà hấp thụ niết bàn khí thì cũng phải cẩn trọng từng chút một. Vì nếu như là hấp thụ quá nhiều thì sẽ rất có nguy cơ tự phát nổ, hủy hoại thân thể. Lâm Động nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng cơn đau, cơ bắp toàn thân hắn cũng đều căng lên. Tiểu tử, niết bàn kim thân không phải tu luyện kiểu đó. Muốn tu luyện tiểu niết bàn kim thân thì phải dùng đến mật pháp, dùng niết bàn khí tu luyện mọi ngóc ngách trong cơ thể, từ đó chuyển đổi thành niết bàn kim thân. Giờ thì ngươi phải chịu khổ không ít, nhưng mà sẽ rất tốt cho việc xung kích niết bàn cảnh sau này đó. Nếu ải này mà cũng không qua được thì chắc chắn sẽ xung kích thất bại thôi. Nhìn Lâm Động như đang bị lửa bao phủ, tiếng nói của tiểu điêu vang lên. Hãy để mặc cho niết bàn khí đi khắp cơ thể, tôi luyện cơ bắp, tôi luyện kinh mạch đi. Nghe được tiếng của tiểu điêu thì Lâm Động cũng cắn răng, cơ bắp căng cứng dần thả lỏng. Cùng với việc Lâm Động từ bỏ kháng cự thì niết bàn khí đã lập tức chui vào mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Bên trong cơ thể Lâm Động như có ngọn lửa thiêu đốt vậy. Từ mọi thớ thịt, mọi đốt xương, thậm chí là phủ tạng đều phải chịu những cơn đau do cái nóng gây ra. Cảm giác như cả cơ thể sắp bị đốt thành tro đến nơi vậy. Đại Nhật Lôi Thể. Cảm thấy sự đau đớn thì Lâm Động ngậm chặt răng. Một vầng mặt trời sáng chói dần mọc lên rồi mạnh mẽ hơn. Lúc này sự đau đớn mới dần dần mất đi. Có điều dù niết bàn khí di chuyển khắp cơ thể tạo nên cơn đau không gì bì kịp, nhưng mà Lâm Động cũng cảm nhận được rõ ràng cơ bắp và xương cốt đều đã trở nên cứng cáp, rắn giỏi hơn. Một thứ năng lượng hùng hồn ào ạt trong cơ thể, cảm giác như là có thể bùng phát ra sức mạnh khủng bố bất cứ lúc nào. Ở trên bầu trời kia thì hắc động mà thôn phệ tổ phù biến ra vẫn đang chậm chậm quay tròn. Lực thôn phệ kinh hồn phát ra, nguyên khí ở trong thiên địa, ở sơn mạch này ồ ạt ngưng tụ lại. Niết bàn khí bao quanh Lâm Động cũng dần dần trở nên đậm đặc hơn. Niết bàn khí ngày một đậm đặc, rồi biến thành một thứ hỏa diễm đặc biệt bao phủ lấy Lâm Động. Trong phạm vi 100 trượng thì tất cả các loại cây xanh đều khô héo, tựa như thành phần nước đều bị bốc hơi hết cả vậy. À! Hỏa diễm thiêu đốt, cơ thể Lâm Động rung lên dữ dội. Rồi một tiếng hét xé cổ đau đớn vang vọng cả ngọn núi. Tiểu điêu lúc này thì cũng lùi ra xa, ánh mắt nặng nề nhìn cảnh tượng đó. Niết bàn kim thân đúng là rất mạnh, nhưng mà muốn luyện thành thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Dù là Lâm Động có cơ sở tu luyện khá tốt,
nhưng mà không thể chắc chắn việc sẽ thành công được. Kết quả như thế nào thì còn phải xem khả năng chịu đựng của hắn nữa. Này, tiểu tử, nếu vượt qua được khổ hải này thì sau này tỷ lệ thành công trở thành Niết Bàn cảnh sẽ cao hơn đó. Ngươi cố gắng lên nhá. Lúc này hắc động bao trùm cả ngọn núi, với tư thái vô cùng bá đạo thôn phệ nguyên khí thiên địa thì không ngừng cung cấp Niết Bàn khí. Điều này khiến hỏa diễm Niết Bàn quanh người của Lâm Động thì không có tắt. Chớp mắt đã 2 ngày qua đi như vậy. Trong 2 ngày này thì từ trong ngọn lửa, Lâm Động không ngừng phát ra những tiếng gào thét đau đớn. Có thể tưởng tượng được là hắn đã phải chịu đựng sự hành hạ đến mức nào. Nhưng Tiểu Điêu thì cũng không thể làm gì được. Cái kiểu tu luyện này thì hoàn toàn phải dựa vào ý chí của Lâm Động thôi. Kiên trì thì sẽ có được sự thay đổi. Và nếu thất bại thì có lẽ kết cục của hắn cũng sẽ giống như là một bộ xương trong không gian đại hoang cổ bi hồi đó vậy. Chỉ có điều là cái người đó thì còn giữ lại được bộ xương. Còn Tiểu Điêu, hắn thì có khi đến cho cũng chẳng còn. Trong sự lo lắng và căng thẳng của Tiểu Điêu thì lại thêm một ngày nữa trôi qua. Nhưng mà lần này thì Tiểu Điêu có phần nhẹ nhõm hơn. Trong một ngày này thì bị bao trùm bởi lửa của Niết Bàn, nhưng mà Lâm Động lại không hề gào thét. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi khoanh chân bên trong ngọn lửa, tựa như là lão tăng ngồi thiền vậy, không hề động đậy. Tiểu Điêu chăm chú nhìn vào ngọn lửa, dường như là nó mơ hồ nhìn thấy trên cơ thể Lâm Động có kim quang thì phải. Hả? Nhất điểm kim quang, chú tiệm kim thân. Khi mà nhìn thấy ánh kim quang lấp lánh thì mắt của Tiểu Điêu lóe lên niềm vui mừng, lẩm bẩm mà nói. Lại nói vào lúc mà Lâm Động đang bước vào giai đoạn quan trọng của việc tu luyện, thì ở phía chân trời bên ngoài tòa thành điểm tập trung bỗng chuyển tới âm thanh xé gió. Một con cự thú vỗ cánh đem theo cuồng phong xuất hiện ở trên bầu trời điểm tập trung. Con cự thú còn cách điểm tập trung khá xa đã dần dần giảm tốc độ. Phía trên cơ thể khổng lồ của nó có một vài thân ảnh đang đứng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía điểm tập trung ở phía xa xa. Trên ngực của những người này đều có một tấm huy chương quen thuộc, hoa văn một tia thánh quang lấp lánh, chính là cường giả của Vương Triều Thánh Quang. Lại quay trở lại chỗ Lâm Động. Uỳnh uỳnh uỳnh. Lúc này nguyên khí thiên địa như sục sôi, một cái hắc động khổng lồ chậm chậm xoay tròn không ngừng thôn phệ hết nguyên khí thiên địa. Khi mà hắc động đang thôn phệ nguyên khí thiên địa thì vô số những sợi năng lượng kỳ dị đỏ rực cũng ào ạt tràn ra từ hắc động, và cuối cùng hóa thành một ngọn lửa nóng bỏng bao trùm lấy nhân ảnh ở trên ngọn núi. Tiểu Điêu đứng trên lưng chừng trời, nhìn chăm chú vào ngọn lửa đang cháy rừng rực. Lâm Động ở trong ngọn lửa Niết Bàn này đã 4 ngày rồi. Trong 4 ngày này thì từ những tiếng gào thét thảm thiết ban đầu, giờ đã yên tĩnh không một tiếng động. Dường như là Lâm Động đã thích ứng được với cả sự đau đớn mà lửa Niết Bàn gây ra. Tiểu Điêu cũng thấy được rõ ràng, ở trong ánh lửa đỏ rừng rực cháy đó thì ánh kim quang cũng ngày một đậm đặc hơn, tạo ra một cảm giác kiên cố không gì xuyên thủng nổi. Dấu hiệu của Niết Bàn kim thân tiểu thành. Có điều tiểu thành thật sự phải đợi khi mà kim quang dung hợp hoàn toàn vào da thịt, xương cốt, chứ không phải chỉ vẻ bề ngoài. Vì vậy mới nói rằng Lâm Động còn cách tiểu Niết Bàn kim thân không ít. Từ đó cũng có thể thấy được độ khó khăn khi mà tu luyện tiểu Niết Bàn kim thân này. Lâm Động thúc động thôn phệ tổ phù đến mức cao nhất mới ngưng tụ được nhiều Niết Bàn khí như vậy. Nếu là người bình thường thì phải ít nhất một vài tháng. Cho dù thôn phệ ở mức này thì vẫn chưa đủ Niết Bàn khí rồi. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động chăm chú, vừa nhìn là nó biết Lâm Động đang ở giai đoạn quan trọng. Lúc này chỉ cần có đủ Niết Bàn khí ngưng tụ thành lửa Niết Bàn thiêu đốt dữ dội một chập nữa, khiến cho kim quang hoàn toàn dung hợp vào da thịt Lâm Động thì mới được. Mẹ kiếp, thực lực của tiểu tử này vẫn còn yếu quá nhỉ. Toàn lực thúc động thôn phệ tổ phù mà cũng chỉ đến mức này. Xem ra nhất định phải có sự trợ giúp từ bên ngoài rồi. Sắc mặt Tiểu Điêu trầm ngâm rồi vung móng vuốt. Túi khản khôn của Lâm Động bay lên. Lập tức vô số Niết Bàn đan bay ra tụ lại thành một dòng đan dược chảy vào trong hắc động. Âm 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 âm. Niết Bàn đan vừa chảy vào khiến cho hắc động rung chuyển. Và ngay sau đó thì vô số đạo Niết Bàn khí như là thiêu đốt lao thẳng xuống Lâm Động. Uinh uinh.
Giờ thì toàn thân Lâm Động lúc này giống như một cây củi khô bị bao quanh bởi ngọn lửa ngày một nóng bỏng vậy. Ánh lửa bốc lên cao hàng trăm trượng, cây cối trên cả ngọn núi đều trở nên khô héo. Lửa liếc bàn cuối cùng đã khiến cho thân ảnh đang ngồi trong đó rung lên dữ dội, run rẩy. Trong màn lửa cháy rực đó thì một đạo kim quang tỏa ra chói lòa. Kim quang nạp thể, niết bàn kim thân. Cùng với cả làn sóng dao động hùng hồn không ngừng lan tỏa ra, khoảng mấy phút sau thì một tiếng hét trầm đục phát ra từ trong màn lửa. Đúng lúc đó thì một đạo kim quang chói mắt bắn ra. Ngay cả khi cách đó hàng trăm dặm thì cũng có thể nhìn thấy đạo kim quang này. Ôi, thành công rồi. Tiểu điêu mừng rỡ nhìn đạo kim quang. Nó có thể thấy rõ ràng phía dưới luồng sáng đó thì ánh kim quang bao ngoài thân ảnh kia đã dần dần bị ép vào dưới da rồi. Bùm! Ngọn lửa bỗng bùng nổ. Lửa dần tan đi để lộ ra thân ảnh ngồi tĩnh lặng ở trên tảng đá xanh. Đương nhiên đó là Lâm Động rồi. Vào lúc này thì cả cơ thể của hắn không có sự thay đổi gì đặc biệt, thậm chí là quần áo vẫn nguyên vẹn. Dường như là lửa liếc bàn nóng bỏng ban nãy thì không hề tác động gì đến hắn vậy. Thế nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ phát hiện ở dưới làn da của hắn dường như là có một tia kim quang đang di chuyển vậy. Lâm Động cũng đã mở mắt ra. Đồng tử cơ hồ đã biến thành kim quang thuần chất vô cùng kỳ dị. Nhưng mà cũng may là màu vàng đó thì một lúc sau cũng dần dần tan đi. Nếu không thì đôi mắt đó cũng quá là dễ gây chú ý. Lâm Động tĩnh lặng ngồi trên tảng đá, không đứng dậy ngay. Dường như là vẫn đang cảm nhận cái cảm giác trong người chảy một luồng năng lượng dồi dào vậy. Một lúc sau thì đôi mắt ấy đã lấy lại thần thái. Lâm Động đứng dậy, tảng đá bên dưới lập tức nát thành vụn. Đúng lúc mà Lâm Động đứng dậy thì trong sơn mạch cách đó không xa, một con yêu thú toàn thân đầy sát khí bỗng lao tới. Thứ khí tức đó thì không hề thua kém con yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong gặp ở yêu triều hôm trước. Thấy một con yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong hung dữ lao tới như vậy thì Lâm Động chỉ mỉm cười, không hề sử dụng nguyên lực, giẫm mạnh mũi chân một cái, cả thân hình bay lên hàng trăm trượng rồi lao về phía con yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong đó. Thân thể Lâm Động không thể so sánh được với cả con yêu thú, nhưng hắn không hề tránh né mà cứ bình thản lao tới. Ầm! Một quyền tung ra, không hề có một sự dao động của sức mạnh, nhưng mà con yêu thú có thể sánh ngang với cả một tạo hóa cảnh đỉnh phong lại bị đấm ầm một tiếng, máu tươi bắn ra tung tóe, ngay cả xương cốt thịt thà cũng chẳng còn nữa. Một quyền của Lâm Động đã đấm nổ tung con yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, sức mạnh quả nhiên khủng bố. Một quyền đánh nổ tung con yêu thú rồi thì Lâm Động cũng không kiềm được sự sảng khoái. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, tay bắt lấy viên yêu tinh thạch của con yêu thú rồi hấp thụ niết bàn khí trong nó. Từng đợt niết bàn khí chảy vào trong cơ thể Lâm Động, nhưng mà lần này không hề tạo ra một sự đau đớn nào cả. Có tiểu niết bàn kim thân rồi thì niết bàn khí không thể tạo ra sự uy hiếp nào với hắn được nữa. Sảng khoái thật đó. Cơ thể Lâm Động khẽ vặn vẹo, cơ bắp giãn ra, phóng thích một luồng năng lượng mạnh mẽ. Tuy khí tức của Lâm Động không mạnh hơn, nhưng mà thực lực của hắn đã tăng lên không ít. Nếu giờ để hắn lại đối đầu với cả Lê Thịnh một lần nữa, thì có lẽ không quá ba chiêu là hắn có thể đánh tan xác Lê Thịnh rồi. Này, chỉ là tiểu thành thôi, có gì sảng khoái. Hơn nữa nếu không phải ta thấy không ổn, đã dùng 10.000 viên niết bàn đan biến thành niết bàn khí giúp ngươi xung kích, thì chưa biết giờ ngươi có thành công được hay không đâu đấy. Tiểu điêu hiện ra bĩu môi mà nói. Cái gì? 10.000 viên niết bàn đan sao? Nghe vậy thì sắc mặt Lâm Động tái mét đi. Vội vàng nhìn lại thì quả nhiên túi càn khôn đã bị nó lấy đi mất. Vậy là đau lòng đến tím mặt lại. Hắn vất vả khổ sở bao lâu mới có được 10.000 viên niết bàn đan, nhưng giờ tiểu điêu trong một lúc đã dùng hết rồi. Tưởng thế nào? Đúng là tiểu tử thối. 10.000 viên niết bàn đan đổi lấy tiểu niết bàn kim thân. Tiểu thành, ngươi phải mừng mới phải đó, đừng có bày ra cái bộ dạng khó coi đó. Thấy sắc mặt tối sầm của Lâm Động, tiểu điêu hắng giọng mà nói. Lâm Động không nói gì được, chỉ biết ấm ức trong lòng thôi. Nhưng rồi hắn chỉ đành lắc đầu, vẫy tay một cái, hắc động lập tức thu nhỏ lại, biến thành thôn phệ tổ phù chui vào trong Nê Hoàn Cung. Đi thôi, về chỉnh đốn một chút rồi chúng ta đến Dương Thành. Mục đích tu luyện đã đạt được thì Lâm Động cũng không định ở lại đây thêm nữa. Dù sao thì hắn cũng không yên tâm để ba người Mặc Lăng ở điểm tập trung. Vậy là vẫy tay với cả Tiểu Viêm. Tiểu Viêm giống lên một tiếng đập cánh bay tới.
Tiểu Điêu gật gù rồi nhảy vào trong thạch phù ở bàn tay Lâm Động. Lâm Động nhảy lên lưng Tiểu Viêm, huýt một tiếng. Tiểu Viêm biến thành một đạo hồng quang, biến mất ở nơi chân trời. Trên đường trở về thì không có bất cứ một sự cản trở nào. Vì vậy chỉ khoảng 2 giờ sau là điểm tập trung ở trên bình nguyên lại một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của Lâm Động. Lâm Động đứng trên lưng Tiểu Viêm, thấy điểm tập trung rất là bình yên cũng thở phào một tiếng. Này Lâm Động, trong tòa thành đó có thêm một vài khí tức rất là mạnh mẽ đó. Trong đó có 3 kẻ không hề thua kém Lê Tịnh đâu. Thế nhưng mà khi Lâm Động vừa thở phào thì tiếng của Tiểu Điêu cũng vang lên. Nghe vậy thì sắc mặt Lâm Động thay đổi, ánh mắt lóe lên tia sáng. Ngươi chính là Lâm Động đã giết chết Lê Tịnh sao? Bọn ta đã đợi ngươi 2 ngày rồi. Nếu ngươi còn không xuất hiện thì có lẽ 3 gã bằng hữu của ngươi sẽ phải đền mạng đó. Đúng vào lúc ấy thì từ tòa thành bỗng nhiên có một con cự thú bay lên. Trên người nó là vài thân ảnh đang nhìn Lâm Động với ánh mắt âm u lạnh lẽo. Đồng thời một giọng nói mang đầy sát khí cũng vang lên. Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Lâm Động dần dần tối sầm lại. Lúc này đây thì con cự thú đó vỗ cánh tạo nên từng trận cuồng phong. Lâm Động nhìn về hướng đó. Trên người con cự thú đó là 3 người đang đứng thẳng hiên ngang. Mắt Lâm Động dừng lại nơi ngực chúng. Có một chiếc huy chương thánh quang ở đó. Quả nhiên là người của Vương Triều Thánh Quang. Nhìn tấm huy chương quen thuộc đó thì ánh mắt của Lâm Động tối lại, lạnh lùng mà nói. Ta cảnh báo các ngươi, nếu như làm tổn hại đến 3 bằng hữu của ta, ta sẽ chém hết toàn bộ người của Vương Triều Thánh Quang tại chiến trường viễn cổ này đó. Khẩu khí lớn thật đó nhỉ. Chỉ sợ kẻ bị chém ngày hôm nay là tên tiện dân nhà ngươi thôi. Nghe Lâm Động nói thì 3 người trên cự thú cười nham hiểm, sát khí lan tỏa toàn thân. Ngươi tưởng giết được Lê Thịnh là có thể trèo lên cổ Vương Triều Thánh Quang mà ngồi sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đắc tội với cả Vương Triều Thánh Quang là việc ngu xuẩn đến mức nào. Nam tử mặc hoàng y đứng giữa nhìn Lâm Động với ánh mắt đùa giỡn mà nói. Yên tâm đi, 3 người bằng hữu này của ngươi tuy là có phải chịu khổ một chút, nhưng bọn ta vẫn chưa giết đâu. Vì thế giờ ngươi lo cho mình đi thì tốt hơn đó. Vừa nói hắn vừa vỗ tay một cái. Trên tường thành lập tức có 3 người đẩy 3 người bị trói chặt cứng ra. Lâm Động nhìn kỹ thì chính là 3 người bọn Mạc Lăng. Mặt mũi họ lúc này có phần chật vật, nhưng mà cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Động huynh, lần này Vương Triều Thánh Quang có 3 cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong đó. Nếu huynh không chống cự được thì mau mau chạy trước đi, không cần lo cho bọn ta đâu. Hiển nhiên là 3 người Mạc Lăng đã nhìn thấy Lâm Động, sắc mặt đều thay đổi hét lớn. Cũng nghĩa khí thật đó nhỉ. Nhưng mà hôm nay thì không kẻ nào chạy hết được cả. Đợi ta dọn dẹp hắn xong rồi thì bọn ta sẽ giam các ngươi lại, hàng ngày cô đọng niết bàn đan cho bọn ta. Nam tử hoàng y cười lớn mà nói. Sắc mặt của Lâm Động thì vẫn bình tĩnh. Không ai biết được là đằng sau gương mặt đó có những suy nghĩ gì. Hắn nhìn 3 người bọn Mạc Lăng một cái rồi quay sang 3 kẻ đứng trên cự thú, bình thản mà nói. Tấn Mục không đến sao? Cái gì? Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì mà xứng để đại sư huynh động thủ à? 3 người bọn ta đây đủ để xử lý ngươi rồi. Đại sư huynh đã bảo bọn ta đem đầu của ngươi về gặp huynh ấy là được. Một người bên cạnh nam tử hoàng y cười với vẻ coi thường. Không đến thì quả thật hơi đáng tiếc nhỉ. Nghe vậy Lâm Động lắc đầu mà nói. Nếu hắn đã muốn đầu như vậy, được, ta sẽ gửi đầu của 3 người về cho hắn. Trên tường thành vào lúc này thì cũng xuất hiện không ít người, nhưng mà nhìn lên không trung thì bọn họ không dám nói lửa lời. Thực lực của Vương Triều Thánh Quang căn bản họ không thể chống chọi lại được. Họ sợ là sau ngày hôm nay, cái địa điểm tập trung này sẽ phải đổi chủ, và nơi đây lại bị Vương Triều Thánh Quang nắm giữ, và tiền đồ của họ sẽ cực kỳ tăm tối. Không phải là tại họ dễ tuyệt vọng, mà cũng bởi vì thực lực của Vương Triều Thánh Quang quả thực quá là ngang ngược. Lần trước chỉ một mình Lê Thịnh đã thành bá chủ của nơi này, mà nay lại có đến 3 cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong
thực lực không hề thua kém Lê Thịnh. Đối mặt với cả trận dung thế này thì e rằng Lâm Động cũng phải lo lắng rồi. Mẹ kiếp, người đúng là tên ngu xuẩn không biết trời cao đất dày. Bọn ta biết ngươi có đủ thực lực để mà chống chọi với cả tạo hóa cảnh đỉnh phong, đồng thời còn có vũ khí tạo hóa cấp rất mạnh. Nhưng có điều ba bọn ta mà liên thủ thì ngươi biết mình nhỏ bé tới mức nào rồi chứ. Những lời của Lâm Động vừa nói lúc nãy thì hiển nhiên đã chọc giận ba cường giả của Vương Triều Thánh Quang. Vậy là cả ba cùng cười lạnh, thân hình rung lên rồi lao tới Lâm Động với một trận hình tam giác. Tuy là ngoài miệng vô cùng coi thường Lâm Động nhưng mà hành động của bọn chúng lại vô cùng cẩn trọng. Công phòng cân đối, hành động rất là phối hợp với nhau. Khi mà cả ba lao tới thì ba đạo nguyên lực mạnh mẽ cũng bùng lên từ trong cơ thể. Nguyên lực của cả ba thì dường như là có dấu hiệu ngưng tụ lại với nhau, tạo nên thanh thế vô cùng ngang ngược. Tiện nhân, những ngày tháng tươi đẹp của ngươi đến đây là hết đi, là chết đi. Nguyên lực trào dâng, ba cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong này cũng tự tin hẳn lên, hét lớn một tiếng. Nguyên lực ngưng tụ lại trên không thành một ngọn núi lớn ập xuống đầu Lâm Động. Ngọn núi nguyên lực tạo thành từ tập hợp của ba người cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong có uy lực vô cùng to lớn, đến không khí cũng bị chấn động nổ tung. Thế nhưng mà đối diện với cả công kích mạnh mẽ đó, trước bao ánh mắt kinh ngạc thì Lâm Động vẫn bình tĩnh đứng yên, đợi cái ngọn núi nguyên lực đến đỉnh đầu thì mới tung quyền. Nhìn dáng vẻ thì dường như Lâm Động muốn dùng nắm đấm không hề có chút dao động nguyên lực đó để mà chống lại cả ngọn núi nguyên lực. Cảnh tượng đó đã khiến ba người kia không khỏi cười lạnh. Nhưng mà nụ cười lạnh của ba người đó không kéo dài được đâu, thì cảnh tượng tiếp đó đã khiến sắc mặt họ đông cứng. Bởi vì khi mà nắm đấm của Lâm Động tiếp xúc với cả ngọn núi nguyên lực, thì cái nổ tung không phải là nắm đấm của Lâm Động mà ngược lại chính là ngọn núi nguyên lực của bọn họ. Bùm một tiếng, cả ngọn núi nguyên lực nổ tan tành biến thành những đốm sáng đầy trời. Ở trên tường thành lập tức xôn xao, đến cả ba người Mặc Lăng cũng bị chấn kinh. Chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần mà đánh tan đòn công kích của ba cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong sao? Thực lực này có phải quá khủng bố rồi không? Hơn nữa bọn họ cũng biết rõ mấy ngày trước thì Lâm Động không hề mạnh đến mức này. Nếu không thì hắn cũng sẽ không bị Lê Thịnh giằng co lâu như vậy mới phân thắng bại. Như vậy cũng có nghĩa rằng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này mà thực lực của Lâm Động đã tăng vọt như vậy. Tên tiểu tử này rất cổ quái đó, không được nương tay, toàn lực công kích. Sắc mặt ba cường giả kia cũng thay đổi, nhưng cũng coi như là có kinh nghiệm phong phú, liền lập tức hét lớn, điều động nguyên lực chuẩn bị tấn công toàn lực. Thế nhưng mà Lâm Động thì không cho chúng cơ hội. Hắn không muốn kéo dài những cuộc chiến đấu kiểu như thế này. Chính vì vậy khi mà ba kẻ kia một lần nữa chuẩn bị công kích thì hắn đã thi triển ra bộ pháp Thái Thanh Du Thiên Bộ. Không khí dưới chân bỗng phát nổ. Thân hình của Lâm Động tựa như là một viên đạn vậy bắn ra đến cả trăm trượng. Chỉ trong vòng hai nhịp thở đã xông vào trận hình của ba người kia. Một vòng năng lượng đáng sợ quặn lên đánh bật ba người bay ra. Cẩn thận, hắn muốn đánh riêng lẻ từng người đó. Thấy vậy thì một kẻ trong đó lập tức hét lớn. Biết rồi cũng là vô ích mà thôi. Vừa dứt tiếng hét thì kẻ kia bỗng cảm thấy không khí phía sau lưng bùng nổ. Như là một bóng ma vậy, Lâm Động đã xuất hiện ngay phía sau lưng của hắn. Quang Minh Giáp. Cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo phía sau lưng thì sắc mặt kẻ đó hơi thay đổi rồi cơ thể rung lên. Nguyên lực dần dần ngưng tụ lại thành một bộ giáp quang minh. Khi mà tấm áo giáp vừa được hình thành thì nắm đấm của Lâm Động cũng đã vừa tới, đấm mạnh vào tấm giáp. Một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa ra. Rắc rắc rắc, không gian như chao đảo vậy. Sắc mặt cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong đó đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn nhận ra rằng cái tấm giáp của mình lúc này lại mỏng manh yếu ớt như là tờ giấy. Áo giáp quang minh nổ tung, nổ theo tấm giáp còn có thân thể của gã cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong kia nữa. Sức mạnh cuồng bạo của Lâm Động đã xâm nhập thẳng vào trong cơ thể và đánh tan xác thân thể của gã cường giả đó. Nhìn màn máu me mà Lâm Động vừa gây ra thì vô số tiếng hít vào lạnh khí vang lên. Chẳng ai có thể ngờ một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong lại bị Lâm Động đánh một quyền tan xác ngay như vậy. Và người bị chấn kinh còn có hai người bọn nam tử Hoàng Y kia nữa. Bọn chúng không thể ngờ được là đồng bọn có thực lực tương đương mình lại bại dưới tay một quyền của Lâm Động.
Điều này rõ ràng là không khớp với cả tin tình báo mà chúng đã nhận được. Chúng biết được rằng là Lâm Động trải qua một trận đại chiến ác liệt lắm thì mới may mắn giết được thắng Lê Thịnh. Vì thế khi mà Tấn Mục phái đi thì chúng mới nghĩ rằng đây là nhiệm vụ chắc chắn sẽ hoàn thành, đơn giản thôi. Nhưng giờ đây khi mà nhìn cảnh tượng này thì chúng mới hiểu rằng tin tình báo như là nhầm lẫn rồi. Và đương nhiên rằng nhầm lẫn thì không có cơ hội để mà hối hận rồi. Vì vậy khi mà ánh mắt lạnh lùng của Lâm Động chiếu tới thì sắc mặt của bọn nam tử Hoàng Y đó tái đi, không hẹn mà cùng lùi lại rất nhanh. Chúng biết đã chứng kiến sức mạnh của Lâm Động, đương nhiên là không muốn bị kết cục như là đồng bọn. Bộp bộp. Thế nhưng mà với tốc độ của chúng muốn thoát khỏi Lâm Động là chuyện người si nói mộng thôi. Bởi vì chỉ trong nháy mắt đó thì Lâm Động đã lao tới, tung ra hai quyền. Hai đạo quyền phong hung hãn đã phá tan mọi chướng ngại và cách không đánh trúng người bọn nam tử Hoàng Y. Khi mà cảm nhận được trận kình phong đáng sợ đó thì hai tên đó mới hiểu tại sao đồng bọn lại bị đánh tan tành như vậy. Bởi vì sức mạnh này dường như là có thể sánh được với cả một cường giả bán bộ niết bàn. Hai kẻ kia nháy mắt thì phun ra một ngụm máu tươi. Vì đó là đòn đánh cách không nên chúng vẫn còn chịu đựng được một chút. Có điều thì sắc mặt đã tái nhợt rồi và mắt tràn đầy sự sợ hãi, chứ không còn ngông cuồng như lúc trước nữa. Mau chuồn thôi, hắn mạnh quá, chỗ đại sư huynh mới đối phó được với hắn thôi. Hai kẻ này đúng là người quyết đoán, thấy Lâm Động như vậy thì không dám mở lại nữa, liền bay lên con cự thú. Cự thú vỗ cánh muốn thoát thân. Vút. Thế nhưng mà ngay khi mà con cự thú chuẩn bị bay đi thì một đạo hồng quang rạch ngang chân trời. Một con huyết mãng màu đỏ tươi như máu, sắc bén xuyên qua thân thể con cự thú đó. Thừa thế còn xuyên thẳng qua người hai kẻ trên đó, máu tươi bắn ra đầy trời. Tất cả mọi người nhìn con cự thú và hai đạo thân ảnh bị con huyết mãng xuyên qua thì nhất thời đều rơi vào trạng thái im lặng như tờ. Ba người Mặc Lang cũng phải nuốt nước bọt. Ba cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong thậm chí không nói được mấy câu đã bị giết sạch sành sanh. Rồi ok, chúng ta sẽ dừng tập 95 tại đây. Các bạn cùng đón nghe tập 96 vào giờ chiều tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện.